Sắp 20 tháng 10 rồi, bạn có món quà gì tặng mẹ không? Em đã chọn được rồi ạ. Đấy chính là nước uống làm đẹp Kimiwa Collagen. Có rất là nhiều món quà khác nhau thì tại vì sao bạn lại lựa chọn Kimiwa Collagen vậy? Đơn giản vì em muốn dành cho mẹ em những điều tốt đẹp nhất. Từ nhỏ, bố em mất sớm, vì thế mẹ em luôn phải gồng gánh để nuôi em ăn học, khôn lớn, nên trông mẹ em lúc nào cũng già trước tuổi. Già nhăn nheo, lão hóa, sạm nám nhiều. Vì thế, em muốn mẹ em được trẻ và đẹp hơn, vì mẹ em đã hy sinh cho em quá nhiều rồi. Nên em cũng chính là người đang sử dụng Kimiwa Collagen. Bé nghĩ là món quà này rất phù hợp với cả mẹ em. Kimiwa Collagen với những thành phần như là collagen, nước ép cô đặc, maca berry, glutathione hay vitamin C thì thật sự nó là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay rồi. Nó có tác dụng chống lão hóa, ức chế sắc tố melanin, giảm nếp nhăn, chống oxy hóa. Mẹ, con tặng mẹ ạ. Mẹ xin. Với những gì Kimiwa Collagen thay em, giúp mẹ em trẻ và đẹp hơn, thì em tin rằng món quà này sẽ làm cho mẹ em hạnh phúc và bất ngờ. Những ai còn cha còn mẹ thì hãy đối xử với họ thật là tốt nhé. Dành cho họ những điều tốt đẹp nhất.